này thiện hiện vì địa giới chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác địa giới địa giới tức là bản tánh không bản tánh không tức là địa giới thủy hỏa phong không thức giới chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác thủy hỏa phong không thức giới thủy hỏa phong không thức giới tức là bản tánh không bản tánh không tức là thủy hỏa phong không thức giới này thiện hiện vì nhân duyên chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác nhân duyên nhân duyên tức là bản tánh không bản tánh không tức là nhân duyên đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên tức là bản tánh không bản tánh không tức là đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên này thiện hiện nghệ, vì các pháp từ duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác các pháp từ duyên sanh ra các pháp từ duyên sanh ra tức là bản tánh không bản tánh không tức là các pháp từng duyên sanh ra này thiện hiện vì vô minh chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác vô minh vô minh tức là bản tánh không bản tánh không tức là vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não tức là bản tánh không bản tánh không tức là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não này thiện hiện vì bố thí ba la mật đa chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa tức là bản tánh không, bản tánh không tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tức là bản tánh không, bản tánh không tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh ngự bát nhã ba la mật đa này thiện hiện vì pháp không nội chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác pháp không nội. Pháp không nội tức là bản tánh không, bản tánh không tức là pháp không nội. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không nhiều, biết, không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự Tự tánh pháp không không tánh tự tánh tức là bản tánh không bản tánh không tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh